giữa đêm dài, miệt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một người đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào đường về nhà em có trăng em sáng sớm. Nguyễn Tố, Audio Nhật Bãi Tuyển Chọn xin kính chào tất cả các bạn đang mê audio trên mọi miền đất nước ạ. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi nhiều chương trình sắp tới bên em hơn nhé. Vâng, rất vui mừng khi lại được gặp các bác trong chương trình Kết Dàn Âm Thanh, giới thiệu sản phẩm, thông báo hàng về của cửa hàng bên em hôm nay ạ. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bác là 1, 2, 3, 4, 5 bộ dàn nhé. Đấy, 5 bộ dàn chung cục nhá và một bộ dàn mini onkyo nhá. Đấy, hôm nay chương trình bên em là khác với các chương trình mọi lần, là hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu rất là nhiều mẫu dàn cho anh em nhá. Phân khúc dàn chung, dàn mini giá tiền từ hơn 1 triệu đổ lên là anh em có thể sở hữu được những bộ dàn theo ý của mình nhá. Vâng, để đi vào chương trình thì em cũng bắt đầu với bộ dàn Sorry nhá. Model của bộ dàn là Sorry MD 575 nhé. Đấy, con này là dàn Sorry phân khúc dàn trung cục, được rất là nổi tiếng trong trong phân khúc dàn trung cục nhá. Được anh em đánh giá là mang lại chất âm rất là hay đấy ạ. Đặc biệt là con này có giải đèn equalizer rất là đẹp nhá các bác nhá. Bao chạy bao zin cho các bác nhá. Loa thiết kế gồm hai đường tiếng nhá, một bát đường tiếng ở dòng 18 cm này, cân cao khung mềm nhá. Đấy, nguyên zin à. Đấy, một set này. Chia tay có hoa vương vui chưa nắng. Con này bãi về thì có vẻ là đứt dây của loa, thế nên là CD hiện tại không chạy nha các bác nhá. Nhưng em bao zin cho tất cả các bác ạ. Các bác về có thể nghiên cứu hộ em nhá. Đấy, các bác có thể nhìn giải đèn equalizer rất đẹp nhé. Làm sao tôi nói hết trong tràn thư tình yêu gửi về em, 10 năm dài chưa mỏi, đời trái con trôi nổi. Các bác có thể tùy chỉnh rất là nhiều điều nhạc nhé. Các bác ấn vào nút này cho em. Đấy, đây ạ. Theo sở thích nhạc của anh em nhé, nhưng theo em là để chế độ lốc là hay nhất đấy ạ. Tim tôi lạnh đầy, vui viết trang thư này gửi về em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu. Em xin báo giá luôn bộ dàn Sorry MD 575 có mức giá 2.400.000 nhé. Mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ với em qua số điện thoại trên tấm biển 0981150665 ạ. Vâng nhá, các bác nhớ mã, nhớ model và liên hệ với em nhé. Dàn Sony MD 575 có mức giá 2.400.000 ạ. Em xin kết thúc dàn Sony nhé để chuyển sang dàn Panasonic nhá. Đấy. Rồi. Các bạn đang thưởng thức chất âm của bộ dàn Panasonic mang model SAAK25 nhé. Dàn này là có xúc đấy ạ, rất đặc biệt ạ, Summer Wonder nhé. Chất âm rất hay đấy ạ. Em rót đầy ly rượu đắng, bỏ trinh trắng lại quê nhà, say mê trong chốn phố. Em
dàn AK, dàn Panasonic AK25 em bao chạy đĩa CD ok nha các bác nhá. Em test luôn đĩa CD này. Đấy, đĩa CD rất ok đấy ạ. Con này có đèn Equalizer, màn hình rất đẹp nha các bác nhá. Panasonic SA-AK25 này là loa thiết kế gồm hai cầu nhé, hai cầu bát chép đường súp riêng biệt nhé các bác nhé, loa hai cầu nhé, có cả cổng quang nhé, đấy ạ, loa rất gấu ấy. Đây ạ, đấy nhá, em công khai minh bạch tất cả nhé, cả đằng sau rất đẹp đấy, bộ dàn rất đẹp nhá, bao chạy chức năng. Đĩa CD băng cassette thì em tạm thời bỏ qua nhé, em chưa test được đâu ạ. Mắt đọc rất ok nhé. Rất là nhiều chế độ tùy chỉnh nhạc đây ạ. Ngoài chỉnh theo các gói thì là có cả chỉnh tay này đấy. Bát này, tăng bát này. Biết rằng mãi người đôi tôi. Em xin báo giá công khai luôn bộ dàn Panasonic AK25 có mức giá 2.800.000 nhé. Mọi thông tin mua hàng các bạn liên hệ với em qua số điện thoại 0981150665 ạ. Dàn này bao chạy CD và kết nối điện thoại máy tính TV nhé. Radio con này em nhớ không rõ thì cũng tần số 108 đất đấy ạ. Đấy, tần số 108 nhé, bắt full tất cả các đài trên lãnh thổ Việt Nam nhé. Đấy. Thôi, để kết thúc bộ dàn Bana AK25 em xin chuyển sang bộ dàn Onkyo nhé. Đấy. Em lấy đĩa. Với người để làm gì cho héo mòn tôi dậy thì em về em hãy về đi thôi em dám với người để làm gì cho héo mòn tôi. Bộ dàn Onkyo mang Moren à FD155A nhé. Con này thì em bao chạy full tất cả các chức năng nhé. Thì đĩa CD và kết nối điện thoại là ok nhé. Bộ dàn này là thuộc phân khúc là mini nhé. Đấy, phù hợp cho anh em chơi phòng ngủ diện tích nhỏ thôi nhé. Mức giá của bộ dàn này rất rẻ, 1.800.000 nhé. Đấy, mọi thông tin về hàng hóa các bác cứ liên hệ với em ạ. Đĩa CD là con này đọc ok nhá, đĩa MD này em test là ok rồi. FM radio full tần số 108 nhá, đặc biệt là con này có cả cổng quang giải mã đây ạ. Các bạn đang nghe đĩa CD nhá, em chuyển bài số 4 này. Đấy, chỉ buông tay là đọc nhá. Loa đầy đủ cái căng nhá. Thời lượng video cũng khá là dài rồi, em xin phép test nhanh để chuyển sang bộ dàn khác nhé. Bộ dàn Onkyo 155A có mức giá 1.800.000 nhé.
Em xin phép chuyển sang bộ dàn Victor ạ. Đây ạ. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với bác, các bác rất là nhiều bộ dàn. Tôi bận, ôi tình mình sao bạc. Các bộ dàn em báo giá lên sóng hôm nay là đều chạy điện 100V nhé. Giá em bán ra là không bao gồm đổi nguồn nhé. Đấy, bộ dàn cuối cùng đây ạ. Bộ dàn sao bạc. Bộ dàn cuối cùng mang model Panasonic AK20 nhé. Bộ dàn này hình thức thì còn khá là ok, nguyên zin đấy ạ, nguyên bụi nhá. Đấy, chất âm của bộ dàn phải nói là rất hay đấy. Không đọc nhá, nhưng cơ kiểu ra vào rất ok đấy ạ. Các bác vui lòng về gọi là lau mắt hoặc là chỉnh sửa hộ em nhá. Cơ ra vào rất ok nhưng đĩa không đọc ạ. Em bán rẻ thôi, 2.200.000 đấy. Bộ dàn này bán rất rẻ nhá, 2.200.000 nhá, trong phân khúc 2.200.000 không bộ dàn nào lại được bộ này về chất âm nhá. CD không đọc nhá. CD không đọc đâu ạ. Chất về chất âm thì rất ok nhé. Tất cả hàng em bán ra là không giá không bao gồm đổi nguồn nhá. Tặng anh em dây kết nối điện thoại loại xịn nhá, dây trắng này rất mềm, ok đấy ạ. Thời lượng video khá là dài rồi, em xin phép kết thúc video ở đây ạ, bằng một bài hát trên bộ dàn đỉnh nhất nhá.
tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ, mà lạnh đây cô đơn buốt thịt da. Ôm môi tình liêu trai cơn mê vụt trôi xa. Ngoài phân khúc dàn chung thì bên em cũng rất là nhiều mẫu mã dàn chung thất rời này, Panasonic CH10 hình thức phải nói là hoa hậu nhé. Ngoài xa kia là bộ dàn Builder X530 nhé, dàn đại, phân khúc dàn đại ạ. Bên đây là Onkyo V5 này, Onkyo V5 này, Victor này. Đấy, rất đẹp nha các bác nhé. Mọi thông tin về hàng hóa và các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bao nào cần có thể xem hàng giao lưu em địa chỉ của đối thiện xã Mê Hà Hưng Yên ạ. Em xin phép kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên bước đường.